Xin chào các bạn, trong bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái nội dung rất là quan trọng ở trong Linux. Với các bạn mà làm quản trị ở trên Linux thì các bạn bắt buộc phải nắm được cái kiến thức về phân quyền, file và folder, có nghĩa là file và thư mục ở trên server Linux nhé. Tại vì, ví dụ như là khi mà các bạn phân quyền cho thư mục web đi chẳng hạn, đúng không? Nếu như chúng ta không biết phân quyền, chúng ta có để full quyền thì cái website của chúng ta rất là bị hacker nó tấn công. Hoặc là các cái thư mục dữ liệu mà chúng ta phân quyền cho các phòng ban chẳng hạn. Nếu như mà chúng ta không phân đúng quyền thì các phòng ban khác có thể vào lấy được dữ liệu của nhau, đúng không? Ok, mình sẽ đi vào cái bài lab này. Ở các bài trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt CentOS rồi. Thì ở bài này các bạn chỉ cần remote và CentOS thôi. Chúng ta sẽ dùng Pororosa, đúng không? Để chúng ta remote và server. Bạn nào chưa biết cài đặt thì các bạn quay lại các cái bài trước nhé. Rồi. Thì đầu tiên mình đã có cái lý thuyết ở đây rồi. Thì một file folder trong Linux thì nó sẽ có ba cái nhóm quyền, đó là nhóm quyền user, quyền group và quyền other. Mình sẽ ví dụ cho các bạn đây. Ví dụ mình sẽ ls cho la này. Thì các bạn nhìn đây, ở cái bảng này mình sẽ đọc ý nghĩa của nó cho các bạn về cái permission của nó, đúng không? Thì với thư mục thì nó sẽ có cái chữ d đằng trước này nhé, là directory này. Còn với file thì nó sẽ không có. Đấy. Những cái này ví dụ là file thì nó sẽ không có cái chữ d đằng trước. Còn với thư mục thì nó sẽ có chữ D đằng trước. Rồi thì mình sẽ nói cái thứ nhất là một file folder trong Linux thì nó sẽ có ba nhóm quyền. Đó là nhóm quyền user và nhóm quyền group và nhóm quyền other. User là ví dụ như là cái file hoặc thư mục đấy được trao riêng cho một cái user nào đấy, đúng không? Còn ví dụ cũng một cái file folder đấy nhưng mình lại gán cho một cái group, ví dụ là group kế toán chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta gán cho group kế toán thì toàn bộ cái group kế toán sẽ có quyền truy cập vào cái file và cái folder này, đúng không? Và other là các cái public user. Public user thì cũng vậy, nếu mà chúng ta gán quyền cho nó thì nó cũng sẽ có quyền ở trên các cái file và folder này, nên chúng ta phải cẩn thận khi mà gán quyền cho file và folder ở trên Linux nhé. Rồi ví dụ như là mình lấy một cái file này đi, đây ví dụ cái file này nhé, file bash history này, ở đây của nó như này, mình sẽ copy ra đây để mình phân tích cho các bạn này. Đấy thì cái dấu gạch đầu tiên ý là nếu nó là chữ D này thì nó là thư mục, đúng không? Còn nếu dấu gạch như này thì nó là directory, nó là file, xin lỗi các bạn. Đây thì ở đây nó sẽ chia làm ba nhóm này, 1 này, 2, 3 này. Đây, cái nhóm thứ nhất là nhóm quyền cho user. Đấy, nhóm quyền cho user này thì đang có quyền đọc và quyền viết. Mình nói luôn cái chỗ mỗi nhóm có ba quyền, đúng không? User này, group và other, thì mỗi một nhóm thì nó lại có ba cái quyền nữa, đó là quyền đọc, quyền viết và quyền thực thi. Quyền thực thi ví dụ như là nó sẽ ví dụ như trên Linux nó sẽ có một cái file là file bash chẳng hạn. Thì nếu như chúng ta gán quyền execute cho nó thì nó sẽ có quyền chạy cái file đó. Còn quyền viết thì nếu như chúng ta không gán quyền viết thì nó chỉ ở dạng read only thôi. Còn quyền đọc đúng không? Nếu mà chúng ta không gán cái quyền đọc cho nó thì chúng ta không xem được cái file đấy. Rồi. Thì với cái nhóm đầu tiên là nhóm user này thì nó sẽ có quyền đọc và quyền viết. Và không có quyền execute, đúng không? Không có quyền thực thi. Còn nhóm thứ hai là nhóm group. Group thì không có quyền gì hết. Và nhóm thứ ba là nhóm other, là các cái public user thì cũng không có quyền hạn gì ở đây hết. Rồi, về lý thuyết permission là bạn đã hiểu chưa? Đúng không? Cứ mỗi một file và một folder thì nó tương ứng là nó sẽ có ba loại cái nhóm quyền là user này, group và other. Và mỗi một cái nhóm đó thì lại có ba quyền đọc, quyền viết và quyền thực thi. Đây thì ở đây mình có một cái bảng giá trị phân quyền. Bây giờ mình sẽ đi vào thực hành để cho các bạn dễ hình dung nhé. Ví dụ như là mình sẽ tạo ra một cái thư mục là data đi chẳng hạn. Data. Rồi. Đấy thì khi mà mình tạo ra mình đang đứng ở user nào thì nó gán quyền cho user đấy. Hiện tại mình đang đứng ở root, đúng không? Mình tạo thì đương nhiên nó đang cái thư mục data này nó đang thuộc quyền user là user root và group cũng là group root luôn. Đây. User root và group root. Đấy. Còn nếu như bạn đứng ở một cái user khác mà các bạn tạo thì nó sẽ gán quyền trực tiếp cho cái user đó nhé. Đúng không? Rồi thì cái user này cái quyền mặc định của nó đang là như này. Đây, ví dụ như với user root thì nó sẽ có quyền là đây, mình copy ra đây để các bạn dễ nhìn. Đây, với user root đúng không? User root thì đang
chỗ này nó chia làm ba nhóm này, mình tách ra đúng không? Nhóm nào là nhóm user, thì user ở đây chính là user root này. Đây, user root. User root này đang có quyền full quyền đọc, viết và thực thi đúng không? Và đến cái nhóm thứ hai là group root. Group root thì có quyền đọc và thực thi chứ không có quyền ghi vào. Đấy, đến nhóm thứ ba là nhóm AR. Nhóm AR cũng vậy, là một cái nhóm public đúng không? Cũng có quyền đọc nhưng không có quyền viết nhưng lại có quyền thực thi. Rồi, thì đấy là data đúng không? Ví dụ mình tạo ra một cái file đi. Toát đi chẳng hạn. A.txt chẳng hạn. Đấy thì các bạn nhìn đây. Đấy, khi mà các bạn tạo ra một file thì nó mặc định là cái URL root này có quyền đọc và ghi nhưng không có quyền thực thi nhé. Không có quyền thực thi này. Còn cái group thì chỉ có quyền đọc và AR cũng chỉ có quyền đọc thôi. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ đi làm một cái bài tập đi chẳng hạn. Mình sẽ làm một cái bài tập, ví dụ mình tạo ra một cái user là Nobita. Nobita đi chẳng hạn đúng không? Rồi, mình sẽ đặt password cho nó này. Ở cái bài tạo user thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo user và cách set password cho nó rồi đúng không? Và mình sẽ tạo ra một cái group là group admin đi chẳng hạn. Group ad này, admin này. Và mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách thêm user vào một group rồi đúng không? Ví dụ bây giờ mình sẽ add user Nobita vào group admin thì chẳng hạn. Thì các bạn dùng cái lệnh là user mode đúng không? Trừ A này, trừ G này. Rồi, đến tên user. Tên user ở đây là Nobita. Và group là admin đúng không? Mình hơi ngược một chút. Admin group trước xong mới đến username Nobita. Rồi, mình sẽ check group này. Add này, Nobita này. Đây, Nobita đang trong group admin rồi, đúng không? Rồi. Vậy thì bây giờ cái thư mục data này chẳng hạn, mình sẽ gán quyền cho cái ông Nobita này có quyền vào cái thư mục data này. Đầu tiên ví dụ như mình chuyển quyền cho cái thư mục data này, mình sẽ không cho cái các cái AR user mà có quyền truy cập vào chẳng hạn, thì các bạn dùng cái lệnh là chmod này. Lệnh chmod là lệnh chuyển quyền nhé. Ví dụ như là mình sẽ cho cái group root này có full quyền. Đây. Mình có thể dùng cái cú pháp như này. Đây. Đầu tiên là mình gắn quyền nhé. Đấy, group thì mình sẽ cho full quyền. User thì mình sẽ cho full quyền. Thì các bạn để quyền là 7 nhé. Đây các bạn nhìn cái bảng này. Nếu như 7 ấy, thì nó sẽ có 3 cái quyền. Read, write và execute. Group. Đến group mình cũng cho full quyền luôn. Đấy, nhưng mà đối với AR user thì mình sẽ không cho nó một cái quyền gì hết. Có nghĩa là các cái phòng ban khác sẽ không nhòm ngó vào cái thư mục data này được đúng không? Thì không gán quyền gì hết thì các bạn để là không, thấy đúng không? Không, không thì nó sẽ không có quyền gì hết. Rồi, đến cái thư mục là data đúng không? Đấy, thì đấy là cái tác dụng của quyền chmod. Là mình check lại này. Đấy thì các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nó đã đổi quyền rồi. Có nghĩa là user thì có full quyền và group cũng có full quyền, nhưng AR user thì không có cái quyền gì hết. Rồi đến lệnh tiếp theo là mình sẽ gán cái group này, cho phép cái group admin có quyền truy cập vào data này. Thì để làm cái này thì các bạn dùng lệnh gì? Các bạn dùng cho mình là lệnh child này. Trừ f là mình sẽ set full ở trong thư mục này nhé các bạn nhé. Vì nhiều khi trong data nó lại còn các cái dữ liệu khác nên các bạn thêm cái thông số rf này vào nhé. Còn đối với user thì các bạn có thể đặt như này, root này, root là user nhé đúng không, và group là admin và thư mục là data. Các bạn có thể đặt như này hoặc user thì các bạn có thể xóa đi này, thì nó sẽ lấy cái user mặc định là root này và nó chỉ gán cái thư mục, cái group admin này cho cái thư mục data thôi. Rồi, thì các bạn có thể dùng cú pháp như này hoặc là dùng root như này. Enter. Rồi mình check lại này.
đây data, đây data đây đúng không? Đây data thì các bạn nhìn thấy chưa, user root này và group admin. Vậy thì bây giờ các bạn thử login sang user Nobita và các bạn thử tạo một file trong data xem nó có quyền chưa nhé. Rồi mình sẽ thử này. Để chuyển qua một user thì các bạn dùng lệnh cho mình là switch này, chính là su này đúng không? Su này, suộc này, Nobita. Hoặc là các bạn có thể login mới vào. Để mình sẽ login mới đây vào chẳng hạn Nobita. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái thư mục data xem mình có quyền chưa đúng không? Đây data. Đây mình đang đứng trong thư mục data rồi nhá. Bây giờ mình thử tạo một file xem mình đã tạo được chưa. Thoát này a.txt. Tạo được rồi đúng không? Đấy, chứng tỏ là cái user Nobita này nó đã có quyền ghi file vào trong đây rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử tạo một cái user khác và chúng ta truy cập vào cái thư mục này xem chúng ta có quyền không nhá, để cho các bạn nhìn thấy là cái một cái user khác đúng không? Mình không gắn quyền cho cái thư mục này thì đương nhiên nó sẽ không có quyền vào. Ví dụ mình sẽ tạo một cái user là Yuki đi chẳng hạn. Yuki đúng không? Mình đặt password cho Yuki này. Rồi bây giờ mình sẽ login vào Yuki này. Bây giờ mình sẽ truy cập vào thư mục data xem có quyền không nhé. Permission deny đúng không? Như vậy là tuyệt đối an toàn luôn. Cái user Yuki này nằm ngoài cái group admin nên bà ấy không có quyền vào cái thư mục này đúng không? Rồi tiếp theo mình sẽ cho Yuki này vào thư mục admin đúng không? Thử xem nó sẽ có tác dụng không đúng không? Để cho vào thì các bạn dùng lệnh user mode trừ a trừ g đến group là admin, user là Yuki. Rồi bây giờ mình sẽ thoát bà Yuki ra. Các bạn nhớ nhá, sau khi mà tạo xong trên quyền thì cái user đấy phải được login lại mới có tác dụng nhá. Đây mình sẽ login vào này. Rồi cd home này, data này, bài vào được chưa đúng không? Gán quyền phát bài chạy vào đây ngay lập tức, tạo thử một file này, b.tt. rồi như vậy là bài cũng đã có quyền rồi đúng không? Rồi các bạn thấy hay không đúng không? Có nghĩa là cái quyền và thư mục này nó rất là quan trọng đối với các bạn mà làm quản trị trên cái hệ thống Linux. Cái công việc này các bạn sẽ phải dùng thường xuyên. Ví dụ khi mà các bạn thiết lập một cái web server chẳng hạn thì các bạn chỉ cho cái Apache có quyền đọc và thực thi thôi. Và chỉ những cái thư mục cần thiết thì mình mới cho nó cái quyền write thôi. Thì mình sẽ có một cái bài chuyên sâu về web server và phân quyền đúng không? Thì nếu như các bạn làm như vậy thì các bạn không sợ hacker nó tấn công. Nó có tấn công vào được thì nó cũng không thay đổi các cái dữ liệu của các bạn được ở trên cái thư mục web đấy đúng không? Bạn thấy ý nghĩa của nó hay không? Rồi trên đây là cái bài về file phân quyền, về file folder. Nếu các bạn thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nhé. Và các bạn share cho các bạn của các bạn để có thể cũng được học các cái kiến thức miễn phí này. Rồi cảm ơn các bạn. Nếu các bạn có cái câu hỏi thắc mắc gì thì các bạn comment ở trên cái video của mình, hoặc các bạn kết bạn Zalo với mình nhé. Các bạn kết bạn Zalo với mình để cái link Zalo của mình rồi, các bạn kết bạn Zalo thì mình sẽ giải đáp các cái thắc mắc cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.